một số các dòng TV cũ của Samsung thì có ứng dụng VTV Go. Còn đối với các cái mẫu mới của năm 2022 thì chỉ có ứng dụng VTV giải trí. Vậy thì làm thế nào để có thể tải được hai ứng dụng này xuống để phục vụ xem World Cup ở đây? Thì trong clip này thì sẽ hướng dẫn mọi người chia sẻ cách có thể là gì tải cái ứng dụng này trên hai cái dòng TV cũ và mới của Samsung. Mời các bạn cùng xem. Hầu hết các cái mẫu TV của Samsung chạy hệ điều hành Tizen OS cũ ấy là các ứng dụng tập trung bên dưới là cũ nhé. Còn những dòng mới của 2022 thì sẽ có cái giao diện mới. Tuy nhiên thì những cái giao diện mới và những dòng TV của 2022 thì sẽ không có ứng dụng VTV Go như vậy. Và để có thể là gì? Để có thể tải được ứng dụng VTV Go trên những dòng TV cũ hoặc là sử dụng cái ứng dụng VTV giải trí trên những dòng TV của 2022 thì mọi người phải tải một trong hai ứng dụng này xuống. Đầu tiên là trên những dòng TV cũ thì mọi người sẽ di chuyển vào cái mục 4 ô tròn này. Sau đó thì gõ vào cái ô tìm kiếm chữ VTV Go. Di chuyển lên cái hình kính lúp ở trên góc của TV trên màn hình. Sau đó thì mọi người gõ với TV Samsung đời cũ nhé. Gọi chữ VTV Go. VT. Đấy, ngay lập tức nó ra chữ VTV Go này. Đấy, còn đối với những dòng TV của năm 2022 thì mọi người sẽ di chuyển vào cái mục app. Sau đó thì gõ vào chữ VTV và chọn VTV giải trí. Đấy, di chuyển lên ô kính lúp, ô tìm kiếm ở góc trên màn hình. Sau đó thì nó sẽ ra VTV giải trí như vậy. Và để có thể tải xuôi thì mọi người sẽ ấn vào một trong hai ứng dụng. Nhưng cái bước quan trọng nhất đó là gì? Ấn vào phần cài đặt này. Tại mục cài đặt thì bắt buộc là phải đăng nhập bằng tài khoản Samsung. Và để có thể tạo cái tài khoản Samsung thì mọi người sẽ làm theo cái bước và bước tạo tài khoản. Tại đây thì sẽ sử dụng điện thoại quét mã QR hoặc là dùng vào cái trang web này trên TV của Samsung. Khi tới cái bước tạo tài khoản Samsung này thì các bác sẽ tiến hành sử dụng điện thoại để quét mã QR hoặc là truy cập trên trang web để điền cái địa chỉ link này. Trên trang web điền trực tiếp ở trên điện thoại hoặc điền ở trên laptop hay máy tính để bàn. Cách dễ nhất là sử dụng điện thoại quét mã QR, hoặc các bác cao tuổi thì có thể nhờ các bạn thanh niên, người trẻ tuổi hơn làm cái thao tác này nhé. Sử dụng điện thoại iPhone này, quét mã QR. Nó sẽ tự động nó link đến cái đường link để có thể tạo được tài khoản. Thì tại đây nếu mà mọi người có tài khoản Samsung rồi thì mọi người sẽ đăng nhập vào, không thì mọi người sẽ ấn vào chữ tạo tài khoản. Đấy. Mục tạo tài khoản ở đây thì mọi người sẽ ấn tôi đã đọc và đồng ý với tất cả các nội dung trên. Đấy, để nó link ra. Sau đó thì mọi người sẽ điền cái tài khoản Gmail của mọi người vào. Điền cái tài khoản Gmail để có thể sau đó thì tạo cái mật khẩu để đăng nhập vào cái tài khoản Gmail mọi người nhé. Đăng nhập vào cái tài khoản Samsung này. Cái bước này thì vô cùng quan trọng, nó liên quan tới cái tài khoản cá nhân của mọi người. Đấy, tại mục này thì mọi người sẽ sử dụng tạo một cái mật khẩu. Nhưng lưu ý này, mật mã phải này, sử dụng 8 ký tự trở lên với tổ hợp các chữ số cái, các chữ cái, chữ số và ký hiệu. Chẳng như 123 ABC xong A cộng. Đấy. Và cuối cùng là điền ngày tháng năm sinh, lưu ý là phải trên 18 tuổi. Sau đó thì mọi người sẽ điền mật khẩu, hai cái dòng mật khẩu vào, mật khẩu trên và mật khẩu dưới giống nhau. Yêu cầu là phải có bao gồm có chữ cái, chữ số và ký hiệu. Ký hiệu chẳng như là chấm than hay là a còng ấy ạ. Đấy. Như này là nó báo là mật mã không khớp, là cái mật khẩu sau mọi người nhập nó không đúng, không khớp với cả mật khẩu trước. Đấy. Bắt buộc nó phải trùng nhau. Đấy. Thêm A cộng. Thì cái việc mà tạo cái tài khoản Samsung này thì vô cùng quan trọng. Bắt buộc phải tạo thì mọi người mới có thể tải được cái ứng dụng xuống. Sau khi khớp rồi thì điền họ tên. Đấy, điền họ tên, điền ngày tháng năm sinh và bắt buộc là phải trên 18 tuổi mọi người nhé. Trên 18 tuổi. Sau khi xong rồi thì nó sẽ yêu cầu lưu. Thì mọi người để lưu được mà để sau cũng được, không vấn đề gì cả. Nhưng nhớ là phải nhớ cái mật khẩu. Đấy. Nó sẽ gửi một cái mã xác minh về cái tài khoản Gmail mọi người
vừa mới đăng ký. Mọi người điền nó vào, điền nó xong truy cập về cái Gmail đấy, thì nó sẽ có cái tại cái hộp thư đến có cái mã xác thực của Samsung họ gửi về, thì mọi người sẽ điền cái mã này vào. Điền cái mã này vào thì có thể là kích hoạt được cái quá trình tạo cái tài khoản Samsung, và như thế là hoàn thiện cái quá trình tạo rồi. Ấn tiếp. Hoàn tất. Ấn hoàn tất là xong xuôi. Sau đó thì mọi người sẽ đăng nhập, thì anh đăng nhập vào. Ấn tiếp, sau đó thì sẽ sử dụng cái mật khẩu mà mọi người vừa tạo khi nãy. Mật khẩu vừa tạo xong thì sẽ có thể đăng nhập được. Đăng nhập xong thì sẽ quay ngược trở lại Samsung. Quay ngược trở lại. Ấn vào lúc khác này. Rồi. Đấy, hiện tại thì đăng nhập xong thì trên TV nó sẽ tự động nó đồng bộ cái tài khoản Samsung, và sau đó thì mọi người có thể tải được cái ứng dụng. Đấy, chả như ở đây là cái ứng dụng VTV Go, muốn tải được nó về thì bắt buộc là phải tạo cái tài khoản Samsung như vậy. Đấy, đây là đang load về này, đến 100% là có thể tải được rồi. Với những dòng TV của Samsung đời cũ thì mọi người tải VTV Go, còn những dòng TV mới của 2022 thì mọi người tải VTV giải trí. Đấy, thì tại đây thì có một cái mục khá là quan trọng đấy, mọi người đừng ấn mở bộ, mọi người sẽ tiến hành ấn nó là thêm vào màn hình trang chủ. Đấy, thêm vào màn hình trang chủ, sắp xếp cái vị trí mà mọi người muốn đặt nó tại màn hình trung tâm. Đấy, như vậy là đã có cái tài khoản, có cái ứng dụng VTV Go để xem được truyền hình rồi. Tất cả những mẫu TV của 2021 trở về trước thì sẽ làm theo cách này, tải ứng dụng VTV Go. Còn đối với những mẫu TV của 2022 thì mọi người sẽ tải VTV giải trí các anh nhé. Đấy, thì xem World Cup này sẽ truy cập trực tiếp tại cái tab VTV2 này, nguồn tín hiệu chuẩn HD, âm thanh đầy đủ. Đấy, thì mọi người chỉ cần làm các bước mà như em vừa hướng dẫn thôi là có thể tải được ứng dụng VTV Go hoặc là ứng dụng VTV giải trí trên TV Samsung. Đấy, đấy. Mọi người có thể là tải thử cái ứng dụng khác cũng được. Khi mà đã đăng nhập được tài khoản Samsung là rồi, tạo được rồi, mọi người sẽ truy cập vào 4 ô tròn chữ APPS này, chữ app này. Sau đó thì mọi người sẽ quay trở lại để mọi người tìm cái ứng dụng khác, chẳng như VTV giải trí. Đấy, tiếp tục mọi người ấn nó, sau đó thì ấn vào chữ cài đặt. Đợi nó load xong, load lên 100%, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Đấy. Thì nó tải, nó xong thì mọi người có thể là ấn vào đóng này, sau đó thì ấn vào thêm vào màn hình trang chủ. Đấy. Sau đó thì sắp xếp đặt cạnh VTV Go. Đấy. Đặt như vậy thì để có thể là không xem được ứng dụng này thì mình xem ứng dụng khác, truy cập vào VTV giải trí. Tại đây thì sẽ xem được đầy đủ các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Quốc gia Việt Nam đấy ạ. Đấy, cái mục mà để mọi người xem được bóng đá thì mọi người vào trực tuyến, sau đó thì truy cập vào tab VTV2. Như thường thì sẽ sử dụng hai ứng dụng này song song, thì TV mới thì mình dùng cái ứng dụng VTV2, VTV giải trí, còn TV cũ thì mình sử dụng ứng dụng VTV Go. Đơn giản như vậy thôi các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.